Hồng là một người nếu so với chiều cao và cân nặng thì là Hồng đang bị thiếu cân đấy ạ. Nhưng mà không hiểu vì sao mà cái bụng rất là nhiều mỡ luôn. Mọi người thấy không? Mỡ rất là nhiều. Thì hôm nay em Hồng quyết định làm cái video này để ghi lại cái khoảnh khắc cái bụng mỡ của mình, và em Hồng quyết định sử dụng cái em cao tăng mỡ này để đánh bay đi cái lượng mỡ thừa này, và sẽ hẹn gặp mọi người sau 3 tuần nữa ha. Hello, Hồng đã quay lại rồi đây. Thì sau 3 tuần sử dụng cái em cao tăng mỡ này thì vòng hai của Hồng đã thay đổi rất là nhiều, nhìn rất là gọn hơn đúng không mọi người? Thì Hồng đã giảm được 5 cm, nhưng mà Hồng vẫn đang muốn giảm thêm một ít nữa, nên Hồng vẫn đang sử dụng cái em này đều đặn mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Hồng có kết hợp thêm một vài động tác thể dục, và có đeo đai để cho mà cái quá trình đào thải mỡ nó được diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn.